Chúng tôi xin giới thiệu là sản phẩm máy quay, máy xăng. Nhất là máy xăng. Một bộ máy xăng bao gồm máy xăng, dầu bôi trơn, công tắc hay là công tắc dùng bàn bấm để khởi động máy, dây tắm, bộ dây điện, lắp máy xăng, điện nguồn, cắm điện lưới. Bộ đổi dòng sử dụng điện lưới, công tắc điện, đồng hồ hiển thị điện này, đồng hồ hiển thị điện, nút điều chỉnh của đồng hồ hiển thị điện. Thiết bị dây buộc, tay cầm của máy, ống dẫn hướng kim, kim 2, 4, bộ kim là gồm có 8 cái kim, 7 cái kim, mực màu, khay đựng mực. Hai đường mực, hai nhỏ cho đây, lớn cho vào đây, có tất cả các khuôn, bạn đổ màu mực vào đây, nắm hết trong này, có đầy đủ hết. Kim, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một cái kim để lắp vào máy. Đầu tiên bạn tháo kim, chú ý kim rất là nhọn và rất là sắc, thì các bạn phải để gọn ra. Ống dẫn kim có hai loại ống dẫn kim, một loại ống dẫn kim cho loại kim rất là nhiều để xăm mảng lớn, xăm nhỏ. Ống dẫn kim đun đây thì để lắp kim thì bạn hình dung cho mình bộ đồ nghề, tức là có một bộ có 3 lục giáp, dây chằng, con chí và cái thiết bị để lớn. Đầu tiên thì cái đệm cao su này, thông thường thì các bạn sẽ lắp đệm cao su vào đây. Đấy. Trong cái phần ống dẫn này, ống dẫn để tay cầm, nếu như bạn xong thì bạn cầm vào đây, bạn lắp cái cấu máy. Xong này có một ống, bạn mở ra, dùng hai cái ống lục giác, ống này rút ra được. Khi bạn cần, bạn sẽ nối ống này vào đây, nối tiếp ống này vào đây. Hai ống cho hai ống chạm đầu nhau khóa chặt lại và hai ống đục giác. Tiếp đó bạn lắp vào đây, lắp vào đây. Thông thường thì máy mới nên là nó rất là chặt, các bạn cần phải nới ra một chút, nới ra một chút cho nó có hở. Cắm vào, để cắm vào đây. 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 Kim bạn cho vào đây. Như kim là khe gài kim, bạn gài vào đây. Lúc nào khi mà chuyển động nó sẽ êm hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn. Kim này nó rất là chắc. Này, lắp như thế này. Chúng ta lắp ống kim. Chú ý là ống kim không để giống kim nó cùn. Đấy, lắp vào. Lắp xong thì chiều dài của kim bạn chỉnh vừa phải theo tầm mình. Mình có thể làm như thế nào thì mình chỉnh như thế. Sau đó khóa lại. Khóa chặt cái ống lục giác, khóa cái đó lại, cho cố định. Bạn lấy dây nịt màu đỏ, bạn nịt không có thể một hoặc hai cái, tùy theo ý bạn. Thông thường nịt một cái là được rồi. Thế là lắp hoàn chỉnh xong cái phần máy. Tiếp theo là đến phần điện của ra máy.
Bạn cắm dây thứ nhất là bộ dây gồm hai đầu này để nối vào máy. Bạn cắm ổ đầu tiên. Dây thứ hai là dây công tắc. Bạn đạp và cắm ổ này. Ở phần móc này thì bạn bóp lại và có hai lỗ chú ý. Một lỗ ở đây và một lỗ ở đây. Hai đầu dây điện. Có lỗ ở đây. Mình nhìn thấy lỗ. Bên đây có lỗ nữa. Đây này. Và hoàn chỉnh lắp cái này xong. Khi xong thì bạn cắm này vào điện lưới 220V và được công tắc đến đằng sau. Một đây là nó báo chỉ số là bao nhiêu volt, bạn có thể điều chỉnh cái này tùy theo mức độ này, thì 10, 12, 15V thông thường thì để tầm điện như thế nào thì nói với bạn. Sau khi mà xong thì các bạn có thể thử máy, bạn bóp vào đây đấy, máy nó chạy. Nếu muốn máy nó chỉnh êm kêu ấn lên sẽ chạy, ấn lên là máy chạy đúng không? Bạn có thể chỉnh lưới ấm này, lưới ấm chỉnh này, lưới ấm này để chỉnh độ căng tần tốc độ của bạn. Ấn thử chưa kêu, nó căng quá phải nới lỏng. Như thế này máy nó kêu to, còn chỉnh cái nào máy kêu êm. Khi mà máy kêu như thế bạn có thể chỉnh điện được, có thể mức độ điện 2,6 cho được. Nếu bạn chỉnh cao thì máy nó kêu rất là to. Thông thường bạn để khoảng 10V là vừa phải. Đây là máy nó chạy hoạt động bình thường. Cảm ơn các bạn. Đấy, trên máy thì khi xong bạn tháo ra, tháo chi tiết giống như ban đầu. Đấy. Rút kim, tháo dây đi. Rút kim, tháo kim vào đưa vào quản, vặn này ra, xoay tiếp đây. Này bạn phải cho vào trong quản. Trên máy có hai đĩa hướng dẫn. Tất cả hướng dẫn cách xăng cho bạn và cách hướng dẫn sử dụng máy xăng cho bạn. Bạn phải sử dụng hai đĩa này rồi. Ok, xong rồi.